Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có một chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể vấn đề đó liên quan tới thời sự, có thể vấn đề đó liên quan tới những gì mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể đó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Quý vị, trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay, nhân cái dịp mà việc mà khinh khí cầu của Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập vào trong cái lãnh hải và lãnh thổ của Hoa Kỳ và đã bị bắn, cũng như là cái việc mà vừa xảy ra đó là ở Alaska, Hoa Kỳ cũng đã bắn rơi một cái được mô tả là object, tức là một cái vật thể đã xâm nhập vào lãnh hải lãnh thổ. Thì từ câu chuyện này và cái phản ứng của chính quyền Joe Biden, tôi cho rằng nước Mỹ đang trong cái thời kỳ được xem là bị phân hóa và cần có một cái động lực để đoàn kết quốc gia. Và quý vị, động lực nào có thể đoàn kết được quốc gia? Câu hỏi đó có lẽ là câu hỏi rất khó khăn cho nhiều người. Rất khó khăn. Tuy nhiên thì trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi muốn nhắc đến quý vị. Mặc dù rằng là xưa nay tôi vẫn không thích đi theo cái gọi là chủ nghĩa dân tộc, nhất là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nó sẽ dẫn tới một cái sự gọi là gay gắt trong xã hội. Tuy nhiên, với cái tình hình của nước Mỹ hiện nay, thì tôi cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang là một cái nhu cầu cần thiết cho nước Mỹ để chấn chỉnh lại kỷ cương của nước Mỹ. Quý vị, tại sao tôi nói như vậy? Tại và tôi nói rằng tôi không thích kìa chủ nghĩa dân tộc, bởi vì quý vị, chủ nghĩa dân tộc chỉ có hiệu quả khi mà đất nước bị xâm lăng. Và khi mà đất nước đang có những cái sự hoang mang của lòng người, thì chủ nghĩa dân tộc có giá trị là đem lại cái sự gọi là tất cả vì cái quyền lợi chung của đất nước sẽ ngồi chung lại với nhau. Thì cái việc chủ nghĩa dân tộc nó mang cái ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, trong một cái thời bình, thì nếu mà kích động chủ nghĩa dân tộc thì có nghĩa là một sự phân hóa rất lớn. Và quý vị, do đó thì đôi lúc chủ nghĩa dân tộc nó có hai mặt một đồng tiền, tùy theo lúc tốt, lúc xấu và cái thời điểm mà áp dụng cái chủ nghĩa dân tộc. Thì quý vị, trong cái thời chiến người ta áp dụng chủ nghĩa dân tộc nhiều nhất, là bởi vì thời chiến là lúc mà chúng ta phải có cuộc chiến và đối đầu với những kẻ thù từ bên ngoài. Thì tinh thần dân tộc là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cần thiết để mà thống nhất lòng dân. Tuy nhiên, trong thời bình, nếu mà chúng ta tiếp tục khai thác cái chủ nghĩa dân tộc, thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng gọi là ích kỷ. Tôi nói là ích kỷ là chỉ biết và mình thôi, không biết những cái những việc xung quanh của mình, hay là chỉ biết nước của mình mà không biết những cái nước xung quanh. Thì quý vị, nó trở nên ích kỷ hơn và nó trở nên gọi là tôi gọi là có thể nói rằng là nó khiến cho đất nước nó dễ dàng bị cô lập. Thì quý vị, tuy nhiên với cái tình trạng nước Mỹ trong với cái sự quan sát của tôi trong nhiều năm, tức là kể từ khi đặt chân tới Mỹ từ thập niên 80 và bắt đầu học hỏi, làm việc và sinh sống tại nước Mỹ, trải qua rất nhiều những đời tổng thống, thì quý vị, tôi thấy rằng nước Mỹ hiện nay đang đi vào cái khuynh hướng tôi cho rằng loạn lạc. Loạn lạc là bởi vì quý vị, thứ nhất là cái chủ nghĩa cực tả, nó kích động cái lòng tham và ích kỷ của con người quá nhiều, khiến cho những người sống trên mảnh đất này trở nên tham lam hơn và ích kỷ hơn, không quan tâm tới quyền lợi của người khác. Và chỉ muốn chực chờ, gọi là tìm cách chiếm lợi trên đầu của người khác. Giữa một cái hoàn cảnh đất nước như vậy, thì quý vị, và giữa những cái cuộc đấu tranh chính trị giữa các đảng phái, đặc biệt là cái sự tìm cách gọi là tăng cường quyền lực của giới thương mại, tức là những cái ngành mà nó đối lập nhau, nó bắt đầu có cái sự đối đầu. Thì quý vị, giữa một cái bối cảnh như vậy, tôi cho rằng đất nước này không còn bình yên. Nước Mỹ không còn bình yên. Và nước Mỹ đang đương đầu với một sự băng hoại, loạn lạc. Và giờ thời điểm này, tôi nghĩ rằng cái thời điểm tốt nhất để mà nước Mỹ phải áp dụng một cái chủ nghĩa dân tộc.
Và điều này tôi nghĩ rằng quý vị đã nghe qua sau khi mà Tổng thống Trump trước đây, ông đã nhấn mạnh tới cái tầm quan trọng của lá cờ Hoa Kỳ. Tất cả người dân ở xứ này cần phải tôn trọng cái lá cờ biểu tượng cho quốc gia. Và thứ hai là ông đề nghị là đưa cái chương trình yêu nước vào trong các cái gia học trường. Đối quý vị, ông cũng nhìn ra được chủ nghĩa dân tộc đang cần thiết trong giai đoạn này. Nhất là những cái giai đoạn mà tôi nói đó quý vị, là sau khi mà ông Bill Clinton thúc đẩy cái toàn cầu hóa, mở rộng cái biên giới về thương mại và thậm chí là cái biên giới về vấn đề di trú, kể từ khi mà ông ta mở cái toàn cầu hóa ra và tập trung vào thị trường Trung Quốc, thì nó đã làm cho nước Mỹ trở nên được xem là suy yếu hơn nếu nhìn từ bên ngoài vào. Nhìn từ bên trong thì nước Mỹ còn rất là nhiều những nội lực. Nhưng nhìn từ bên ngoài, nước Mỹ bị suy yếu. Suy yếu bởi vì cái sự gọi là đấm đá của đảng phái. Suy yếu là bởi vì có những cái sự phân hóa của các con người. Và tôi không nói tới chủng tộc, tôi không nói có sự phân hóa. Tuy nhiên thì giờ đây nó đang có sự kích động về cái sự phân hóa giữa các cộng đồng. Chính điều này mà chúng ta cần có một cái chung để mà thống nhất lòng người. Và quý vị, chủ nghĩa dân tộc hiện nay là một nhu cầu rất cần thiết cho đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà để có được cái chủ nghĩa dân tộc có thể sống lại được, chúng ta vẫn cần những lãnh đạo mạnh mẽ. Những lãnh đạo đó nằm trong quốc hội. Những lãnh đạo đó nằm trong hành pháp. Chỉ có những người mạnh mẽ như vậy mới thúc đẩy được cái chủ nghĩa dân tộc. Và quý vị còn nhớ phong trào MAGA. Phong trào MAGA, ông Trump là người khởi xướng, thì nó mang cái hình ảnh của một chủ nghĩa dân tộc. MAGA tức là Make America Great Again. Hay là ông đặt cái tiêu đề là American First, người Mỹ trên hết. Thì quý vị, trong một cái giai đoạn nhiễu nhương 8 năm dưới thời của Obama và 8 năm dưới thời gọi là chống khủng bố của ông Bush còn, thì lòng người bị ly tán. Chưa kể là cái giai đoạn dưới thời của Bill Clinton đang mở ra tất cả những cái đường biên giới, trong đó đặc biệt là đường biên giới về thương mại. Gần như là ông ta thúc đẩy toàn cầu hóa, gọi như xóa đi những cái lằn ranh biên giới giữa các quốc gia. Thì quý vị, chính điều này nó đã tạo ra một cái xã hội băng hoại. Khi mà các cái tư tưởng được cho là cấp tiến, nhưng thật ra nó đang mang tới một cái hiểm họa lớn là sự băng hoại xã hội xảy ra tại Hoa Kỳ. Và nó đã bắt đầu phát triển rất mạnh trong cái thế hệ kế tiếp của Hoa Kỳ. Tức là cái thế hệ mà đang học trong các trường đại học, hoặc là mới tốt nghiệp được vài năm. Họ đã bị cấy vào trong đó những tư tưởng chính trị phóng khoáng và những tư tưởng xã hội phóng khoáng. Chính điều này nó đã dẫn tới một cái kết quả là những người sống ở Mỹ đã bị thay đổi cái văn hóa. Họ trở nên tham lam hơn, họ trở nên ích kỷ hơn. Và chính điều này nó dẫn đến một cái tình trạng xã hội băng hoại. Và quý vị, và xã hội băng hoại thì chúng ta có cái nhu cầu là phải chấn chỉnh, không để cho nó băng hoại tiếp tục. Và chính điều này mà tôi mới nói rằng nước Mỹ chúng tôi đang cần một cái chủ nghĩa dân tộc. Tại vì chủ nghĩa dân tộc nó sẽ làm cho tất cả mọi người dẹp bỏ khác biệt, ngồi chung để lo cái chung của đất nước. Bảo vệ cho cái quyền lợi của đất nước, bảo vệ cho cái giá trị mà từ lúc mà đất nước này được lập ra. Tôi đã từng nói với quý vị, nước Mỹ được thành lập trên một cái nền tảng Cộng hòa. Và nước Mỹ là quốc gia đầu tiên giữa trong cái thời đại quân chủ thì đã thành lập ra một cái nền Cộng hòa. Tức là không đi theo cái mô hình quân chủ của các quốc gia khác. Và chính những quốc phụ của nước Mỹ đã nhìn ra được những cái trò đấu tranh quyền lực. Do đó, họ đặt ra những quy tắc để kiềm chế sự tham lam của con người, sự ích kỷ của con người. Và đặt ra những cái quy chế đó được quy định ở trong các cái sinh hoạt của quốc hội hay là nằm ngay trong hiến pháp của Hoa Kỳ để kiềm chế cái này. Tuy nhiên quý vị, trải qua cái sự gọi là cả trăm, 200 năm hơn thì nước Mỹ có cái sự thăng hoa. Nhưng sự thăng hoa đó nó cũng kéo theo những cái tư tưởng phóng khoáng với cái mục tiêu họ cho rằng là đẩy sự bình đẳng công bằng hơn. Nhưng trên nguyên tắc quý vị, sự bình đẳng công bằng vốn không xảy ra. Thế giới này vốn không có bình đẳng và công bằng. Bởi vì quý vị, nó xét theo nhiều khía cạnh.
nó xét theo nhiều khía cạnh, từ khía cạnh tôn giáo cho tới khía cạnh xã hội, chúng ta sẽ không có sự công bằng trong đó, dù là một sự công bằng tương đối. Và quý vị, chúng ta sống trong một quốc gia thì chúng ta phải vun đắp cho cái sự phát triển của quốc gia. Mình có mạnh mình mới đi giúp người khác. Và cái giá trị của nước Mỹ là cái giá trị tôi đã từng nói quý vị. Tất cả người dân ở xứ Mỹ này hầu hết đều tự mình tạo ra tài sản để làm cho quốc gia hùng mạnh. Và nó là một cái chứng minh tốt nhất trong 200 năm qua. Nước Mỹ vẫn đứng đầu thế giới nhờ người dân Mỹ biết tạo ra tài sản. Nhưng cái chủ trương cấp tiến và phóng khoáng nó đã đẩy con người tới cái chỗ không chịu sản xuất tài sản, không chịu tạo ra tài sản, mà chỉ trực chờ nương theo luật lệ được ban hành, nương theo những cái chính sách được ban hành để trục lợi, chứ không có tạo ra tài sản. Chính điều này nó dẫn tới cái tình trạng băng hoại của quốc gia. Chính điều này mang sự băng hoại quốc gia. Và tôi chứng kiến từ thời của cố tổng thống Ronald Reagan cho tới bây giờ, tôi chứng kiến sự thay đổi văn hóa của nước Mỹ. Mà sự thay đổi văn hóa này có tốt có xấu, chữ tốt thì ít mà chữ xấu thì nhiều. Tôi đã từng ở nước Mỹ ở cái thập niên 80. Thời điểm đó quý vị, con người sống tương đối là có cái sự hài hòa hơn và không có dữ dằn như bây giờ. Thứ hai là cái giấc mơ rất đơn giản của người Mỹ. Giấc mơ rất đơn giản. Rất đơn giản của những đứa trẻ thời của tôi sống ở 80 cho tới cái giấc mơ bình thường của nước Mỹ. Một căn nhà yên ấm cho gia đình. American Dream. Nhưng quý vị, giấc mơ đó dường như đã bị xóa đi. Và những cái văn hóa đẹp mơ mộng đó bị xóa đi bởi cái chủ nghĩa, tôi gọi là cái chủ nghĩa phóng khoáng mang tính chất thực dụng một cách trơ trẽn, đã biến nước Mỹ thành một cái nền văn hóa khác. Và nó có thể nói rằng xuất phát từ những cái thành phố đô thị phồn hoa nhất của nước Mỹ, từ New York qua tới San Francisco. Nó đẩy nước Mỹ trở nên, tôi nói rằng là nếu mà đứng trên quan điểm của những người cánh tả thì họ đang cho rằng họ đang đi gần tới cái mức công bằng xã hội. Nhưng mà nếu đứng ở cái quan điểm của những người bảo thủ của chúng tôi thì họ đang đi tới một cái tình trạng băng hoại. Tình trạng băng hoại là con người đòi lại công bằng không phải cho hiện tại mà họ đòi luôn cả công bằng trong quá khứ. Thì quý vị, đó là lòng tham. Đó quý vị thấy, họ đòi phải bồi thường cho cái vấn đề phân biệt chủng tộc trong quá khứ, vân vân và vân vân, cách đây vài trăm năm. Thì quý vị, nội những cái điều này cho thấy rằng là cái tư tưởng ích kỷ và tham lam nó đã được giảng dạy bắt đầu ngay trong trường học. Với những tư tưởng cấp tiến, đó quý vị thấy bất kỳ một thành viên nào của Đảng Dân Chủ đều buông một câu nói, tôi chỉ bỏ phiếu cho những ai đem cái lợi cho tôi mà thôi. Tức là cho cá nhân họ mà thôi, nhưng không mang lại quyền lợi cho cả một quốc gia. Thì quý vị, chính cái tư tưởng này nó đã dạy cho cái thế hệ kế tiếp trở nên ích kỷ hơn, tham lam hơn và dễ dàng sa đọa vào những cái thú vui giải trí trụy lạc nhiều hơn. Nó làm giảm đi tất cả những cái giá trị của gia đình. Nó làm giảm đi tất cả những cái giá trị nghiêm khắc của tôn giáo. Và chính điều này nó làm cho xã hội bị băng hoại. Và chúng ta cần có một cái phong trào thúc đẩy. Thì quý vị, trong tất cả những cái phong trào tôi nghiên cứu đều tranh đấu cho một quyền lợi cho một nhóm nào đó thôi. Trừ cái phong trào chủ nghĩa dân tộc. Chỉ có phong trào chủ nghĩa dân tộc thì mới tạo lại quyền lợi cho tất cả mọi người. Còn nếu mà nói rằng tranh đấu cho phụ nữ, quyền lợi của phụ nữ thì chỉ có thiểu số bên phụ nữ thôi. Nếu nói tranh đấu quyền lợi cho giới đồng tính thì cũng có thiểu số giới đồng tính thôi. Nó không mang tính chất toàn dân. Chỉ có chủ nghĩa dân tộc. Tức là củng cố cái lòng yêu nước của mọi người. Yêu cái mảnh đất mà đã cho mình rất nhiều những cơ hội. Và yêu cái mảnh đất đang trở thành một trong những cái mảnh đất lãnh đạo thế giới. Bảo vệ cho cái giá trị này. Thì quý vị, đó là cái quyền lợi chung của cả dân tộc. Quyền lợi chung của cả đất nước. Không vì một quyền lợi của cá nhân nào, của một phe nhóm nào. Hiện nay nước Mỹ đang đối diện với cuộc đấu tranh đảng phái rất gay gắt.
có thể nói là đi tới cực đoan. Kể cả phía left wing, tức là phía cánh tả, cực tả, hay là phía cánh hữu và cực hữu. Họ đang đi tới những cái cuộc xung đột, mà cuộc xung đột này nó đang gây nguy hiểm cho nước Mỹ. Nó đang gây nguy hiểm cho nước Mỹ bởi vì nếu mà nó đi tới cực đoan của cả hai phía, thì nước Mỹ bị phân hóa. Đương nhiên, đứng ở một cái góc nhìn mà cho toàn bộ nước Mỹ, thì chúng ta thấy đây là một con đường bế tắc. Đứng ở góc nhìn của một phe nào đó thì nói rằng, ô, vậy thì cứ phân ra trắng đen đi, tốt hơn. Một bên là trắng, một bên là đen. Tiểu bang nào màu xanh là màu xanh, tiểu bang nào là màu đỏ, phân ra như vậy, có vẻ nó sẽ yên ổn hơn. Nhưng quý vị, giống như tôi nói, lòng tham con người là vô đáy. Và họ đang khai thác cái lòng tham con người. Mấy công ty mà xuyên quốc gia, họ có lòng tham vô đáy. Họ đâu có muốn tình trạng mà phân ra rõ trắng đen như vậy để giới hạn cái mối làm ăn của họ. Ngược lại, những cái tôn giáo, những cái tổ chức bảo vệ cho cái giá trị gia đình, họ cũng không muốn là phải phát triển một cách quá nhanh chóng để rồi thay đổi toàn bộ cái nền móng xã hội. Cái nền móng đã có từ mấy trăm năm nay. Họ bảo vệ tối đa. Và chính điều này nó đi tới sự đối đầu. Nó đi tới sự đối đầu một cách gay gắt. Chính điều này mà tôi mới nói rằng nước Mỹ hiện nay đối với người ngoài nhìn vô thì thấy ra một sự phân hóa. Đối với người ở trong nước Mỹ thì thấy hoang mang. Hoang mang bởi vì lòng người ly tán. Cùng ở chung một nhà là đã cãi nhau về quan điểm chính trị. Cùng ở chung một khu phố cũng đã bắt đầu có những xung đột về mặt xã hội do vấn đề chính trị mà ra. Do bối cảnh chính trị mà ra. Thì quý vị, cuối cùng chúng ta cần một cái điểm chung. Cái điểm chung đó là chúng ta phải khẳng định và định nghĩa lại cái giá trị của người Mỹ. Giá trị của người Mỹ là phải tự tạo ra tài sản, làm giàu cho quốc gia, làm giàu cho chính bản thân của mình và quốc gia. Và giá trị của người Mỹ là khi chúng ta đầy đủ thì chúng ta san sẻ sự thịnh vượng cho người khác. Đó là giá trị của người Mỹ. Chúng ta không thể san sẻ sự thịnh vượng của mình trong lúc mà mình đang bị lao đao. Lúc mình bị lao đao làm sao có sự thịnh vượng mà vẫn tiếp tục lấy tiền thuế của người dân để bơm ra bên ngoài. Đó là điều không thể chấp nhận được. Tại vì chúng ta chỉ san sẻ sự thịnh vượng khi bản thân của chúng ta thịnh vượng. Khi nước Mỹ không còn những homeless. Khi nước Mỹ không còn những cái tình cảnh mà những người không có tiền trả bảo hiểm phải bị kéo nhà kéo cửa. Thì lúc đó chúng ta san sẻ cái sự thịnh vượng chúng ta một cách rất thoải mái. Nhưng mà san sẻ sự thịnh vượng, san sẻ bằng cái đồng thuế của người dân cho những quốc gia khác. Trong khi chính người dân của mình là không có nhà ở. Trong khi chính đất nước của mình vẫn còn có những người không có cái bảo hiểm. Bị kéo nhà kéo xe chỉ vì nằm bệnh viện vài ngày. Thì quý vị, chúng ta không thể san sẻ cái tài sản của mình khi mình cái tài sản của mình đã biến mất. Và chúng ta phải đi mượn nợ để mà chia sẻ cái nỗi đau của thế giới. Cái đó không phải là giá trị của người Mỹ. Họ lấp liếm, họ nói đây là giá trị của người Mỹ. Nhưng mà quý vị, giá trị của người Mỹ là sự chia sẻ đó nó phải feel comfortable. Tức là sự chia sẻ đó nó phải nằm trong tình trạng thoải mái. Tức là chúng ta không bị thiếu an toàn. Ngay cả nước Mỹ bây giờ, mình cũng bị thiếu an toàn về năng lượng. Mình cũng phải bị thiếu an toàn về lương thực, về những cái dụng cụ thừa hàng ngày trong cuộc sống. Mà vẫn phải đi cung cấp cho những quốc gia khác. Đó là điều cái điều vô lý. Nên xem. Tôi gọi là nên xem, tức là vô lý. Thì quý vị, chính vì vậy tôi mới nói rằng nước Mỹ cần một cái chủ nghĩa dân tộc. Để chấn chỉnh lại tất cả những điều này. Để chúng ta bắt đầu thu gọn lại, tạo ra tài sản. Để đến lúc mà chúng ta thăng tiến và có dư giả tài sản, lúc đó chúng ta chia sẻ ra thì không thành vấn đề. Còn bây giờ chính chúng ta cũng đang bị thiếu hụt. Chúng ta cũng không chăm sóc được cho chính những người dân của chúng ta ở đây, mà đem cả 100 tỷ Mỹ Kim đi hỗ trợ cho nước khác. Đó là một điều rất vô lý. Tôi có thể nói là một điều rất vô lý. Chính vì vậy mà chúng ta cần là phải có cái chương trình giáo dục yêu nước là như vậy. Mà ông Trump đã lên tiếng.
Tại vì nó làm cho con những thế hệ kế tiếp hiểu được cái giá trị của đất nước này. Cái giá trị của đất nước này đã giúp cho họ có nhiều cơ hội thăng tiến. Cái giá trị tự do của đất nước này đã giúp cho gia đình họ vượt qua nhiều khó khăn. Từ những xứ khác tới đây, hoặc là ít nhất một vài thế hệ. Họ phải bảo vệ cho cái giá trị của đất nước này. Quý vị, bây giờ nó dạy một cách phóng khoáng. Tức là chúng ta là người của toàn cầu. Có nghĩa là không còn biên giới nữa. Quý vị, như vậy thì nước Mỹ sẽ dần dần bị suy yếu. Bởi vì cái tình trạng phân hóa này. Và nó không giảng dạy cái chủ nghĩa dân tộc. Tới mức mà bây giờ quý vị thấy, nó không thèm đứng trước cái tá lá quốc kỳ. Nó không tôn trọng lá quốc kỳ luôn. Nó phản đối lá quốc kỳ Mỹ luôn. Thì quý vị, đi tới mức này là cái mức là tôi nói là không thể chấp nhận được rồi. Rồi các cái biểu tượng của đất nước Mỹ ở bên ngoài nước Mỹ, nó phải treo cờ của đồng tính. Một cộng đồng thiểu số ở nước Mỹ. Trong khi những cộng đồng khác không bao giờ được chiếu những cái cờ của họ lên hết. Hay là những biểu tượng của họ lên hết. Nó đi tới mức này tôi gọi là nó không còn coi nước Mỹ là cái nơi giúp cho nó có cơ hội. Mà nó coi nước Mỹ này là một cái giá trị gia đình và cái giá trị tôn giáo là cái lực cản cho sự thăng tiến của tụi nó. Nó đạp bỏ tất cả giá trị gia đình. Nó đạp bỏ tất cả giá trị tôn giáo. Để nó đạt tới cái gọi là toàn cầu hóa. Con người của toàn cầu và quyền lực trên toàn cầu. Nước Mỹ chúng tôi, người dân ở nước Mỹ này, suốt bao nhiêu năm nay chúng tôi không có tham vọng đó. Chúng tôi chỉ cần cù làm ra tài sản để làm giàu và bảo đảm cái cuộc sống an toàn cho bản thân. Và nó đóng góp chung vào cái tài sản của nước Mỹ. Làm giàu cho nước Mỹ. Làm giàu cho cái tài sản của quốc gia. Chúng tôi không ngồi đó chờ mà họ đi lấy tiền thuế của những nhà giàu, những công ty xuyên quốc gia để nó giúp lại cho những người mà không đi làm. Chúng tôi không có chủ trương đó. Đó là chủ trương của xã hội chủ nghĩa. Còn cái chủ trương của người Mỹ xưa nay quý vị, họ vẫn chủ trương tự mình tạo ra tài sản. Đó là giá trị thật sự của nước Mỹ. Nhưng quý vị, cái giá trị này dần dần đang bị mờ dần đi. Đang bị đánh mất đi. Mà nó chỉ nghĩ đến chuyện là bây giờ làm cách nào đục tiền của chính phủ để chi cho những cái sở thích cá nhân của nó hoặc là cái đời sống cá nhân của nó. Mà tiền chính phủ từ đâu ra? Chính phủ lấy tiền từ đâu ra để thỏa mãn những cái nhu cầu cá nhân này đi quý vị. Họ phải lấy tiền từ tiền thuế của người dân. Của tất cả toàn dân. Và quý vị, như vậy có nghĩa là thỏa mãn cái sở thích được gọi là công bằng hay bình đẳng của một thiểu số để bắt tất cả mọi người trên đất nước này phải gồng gánh những chuyện đó. Đó không phải là giá trị của người Mỹ. Tôi khẳng định đó không phải giá trị của người Mỹ. Giá trị của người Mỹ là phải tự mình đứng trên đôi chân của mình. Muốn làm bất cứ cái gì nước Mỹ này cho tự do lắm. Tại cái quyền tự do đó nó nằm tuyệt đối ở trong cái hiến pháp. Thì phải tự mình kiếm tiền lo cái chuyện cá nhân của mình. Lo cái sở thích riêng của mình. Lo cái ý muốn riêng của mình. Không thể lạm dụng tiền của người khác. Quý vị, đây chính là cái mà tôi nói quý vị. Chủ nghĩa dân tộc đang cần thiết ở nước Mỹ. Đang rất cần thiết. Là mỗi một người phải tự đứng dậy. Phải làm cho quốc gia giàu mạnh lên. Mà muốn làm như vậy, phải lao ra đường đi kiếm việc làm, đi làm việc, tạo ra tài sản cho chính mình. Tạo ra cái nguồn tài chính cho chính mình, không sống dựa bất cứ một ai. Và đứng trên cái phương diện mà gọi là quan chức thì phải bảo vệ quyền lợi của quốc gia. Bảo vệ quyền lợi của quốc gia trên chính trường quốc tế. Quý vị, bây giờ quý vị thấy các quan chức, các dân biểu quốc hội, họ vẫn còn cái suy nghĩ là gì quý vị? Là mình phải giúp nước này, mình phải giúp nước khác, mình phải giúp nước kia. Trong khi những homeless ở nước Mỹ này trên nửa triệu homeless không có nhà ở. Thì quý vị thấy rồi đó. Họ đem cái tiền của nước Mỹ ra đốt ở bên ngoài một cách vô lý. Để mua cái thể diện cho nước Mỹ.
Mà cái này đâu phải là cho nước Mỹ, cho cá nhân họ thôi. Tại vì người dân Mỹ không cần những chuyện này. Người dân Mỹ đang cần là một cái thị trường việc làm đầy đủ, giúp cho họ có phương tiện tự nuôi sống lấy bản thân của mình. Nước Mỹ đang cần là một đường biên giới rõ ràng và tất cả những người tới nước Mỹ này một cách hợp pháp. Không thể băng bừa qua biên giới rồi muốn làm gì thì làm. Và nước Mỹ này đang cần những con người đóng góp rất nhiều. Đóng góp bảo vệ cho cái giá trị của nước Mỹ. Và phải làm tăng cường cái khả năng này lên. Thì quý vị, bây giờ nước Mỹ lại lâm vào tình trạng khả năng này suy yếu. Đó, quý vị thấy, Bộ Quốc phòng là cái nơi bảo vệ cho lãnh thổ quốc gia. Mà để cho cái kinh khí cầu nó bay khơi khơi trên đất nước này 7-8 ngày. Thì quý vị thấy là nhìn từ bên ngoài, nước Mỹ đang bị suy yếu là như vậy. Mà cái gì đã làm cho nước Mỹ bị suy yếu? Chính là những kẻ chính trị. Những kẻ chính trị khai thác lòng tham ích kỷ của mọi người. Để cho mọi người không còn quan tâm tới cái chủ quyền quốc gia. Không còn quan tâm tới cái sức mạnh của quốc gia. Không còn quan tâm tới đất nước này có bao nhiêu món nợ đang bị nợ. Và giải quyết món nợ nó như thế nào. Họ chỉ biết lấy tiền bỏ túi. Họ chỉ biết rằng, ê, đừng có cắt phần của tôi. Nhưng phần của họ là tiền thuế của người dân. Bây giờ nợ chính phủ lên tới 31.000 tỷ. Hơn 31.000 tỷ. Họ tiêu xài một cách vô lý. Và họ không nghĩ tới cái đất nước này là cái đất nước làm tạo ra cơ hội cho họ. Họ xem đây chỉ là cái nơi để họ kiếm tiền và họ xài một cách thoải mái mà không cần phải tạo ra tài sản. Kiểu giống như những công tử nhà giàu chỉ biết đi mượn nợ xài hoa mà không biết tự mình tạo ra tài sản, không biết cầm cái cuốc để cuốc đất, không biết kiếm con trâu con bò về đi đi cày. Mà suốt ngày cứ khoe xe đẹp, suốt ngày cứ khoe quần áo, nhưng cuối cùng số tiền đó là đi mượn nợ. Chứ không phải là tiền của họ. Quý vị, nó đang tạo ra một cái văn hóa rất nguy hiểm. Mà cái văn hóa này nó sẽ dẫn tới một cái sự gọi là băng hoại cả xã hội. Do đó, nước Mỹ, theo cái quan điểm của tôi, đang cần một cái chủ nghĩa dân tộc. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai, những tiểu bang ở miền Nam, những tiểu bang thuộc Đảng Cộng hòa quản trị, họ sẽ giúp giảng dạy cái chủ nghĩa dân tộc ở nước Mỹ. Giảng dạy về cái tinh thần yêu nước, tôn trọng cái lá cờ của đất nước này một cách tuyệt đối. Thì quý vị, khi mà chúng ta có được cái lực lượng mà gọi là những thế hệ kế tiếp ý thức được cái quyền lợi quốc gia, ý thức được cái chủ quyền quốc gia và ý thức được cái sức mạnh của quốc gia, thì lúc đó quý vị, chúng ta mới có một cái màu sắc khác. Còn nếu không, nó sẽ đi dần tới băng hoại và nó làm cho cái xã hội Mỹ bị tan rã. Và đó không phải là cái ý muốn của các quốc phụ lúc lập ra nước Mỹ này. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi trong cái chương trình đặc biệt của cuối tuần này liên quan tới nước Mỹ, nơi được xem là giấc mơ của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng ngay trên nước Mỹ đã có những thành phần không coi nước Mỹ là cái gì và không tôn trọng tất cả những biểu tượng của nước Mỹ. Do đó, nhu cầu một chủ nghĩa dân tộc vẫn hiện hữu tới nước Mỹ và cần thiết hơn bất cứ giờ phút nào hết. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.